kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 7. Phần đầu của chương trình truyền hình Quân khu 7 hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các đồng chí những nội dung chính sau đây. Quân khu 7 đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống. Bộ Quốc phòng thăm tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sức sáng tạo từ phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Sau đây xin kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống quân khu ngày 10 tháng 12 năm 1945, ngày 10 tháng 12 năm 2020, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và phát biểu chúc mừng. Buổi lễ vinh dự đón các đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 7 đã ôn lại truyền thống vẻ vang trong 75 năm qua của lực lượng vũ trang Quân khu 7, chấp hành chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 12 năm 1945 tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn, nay là huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Hội nghị quân sự Nam Bộ lần đầu tiên do xứ ủy tổ chức đã quyết định thành lập chiến khu 7, chiến khu 8 và chiến khu 9. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới về nghệ thuật quân sự, tổ chức lực lượng và phương thức tiến hành chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Sinh ra trong bão táp cách mạng, từ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng mà đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, được Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, che chở. Lực lượng vũ trang quân khu 7 không ngừng trưởng thành lớn mạnh, luôn nêu cao khí phách quật cường của dân tộc, truyền thống của quân đội anh hùng, lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần cách mạng của Nam Bộ thành đồng Tổ quốc, cùng nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc trọng trách lịch sử của mình. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang quân khu 7 không ngừng chữ vững và phát huy phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng tiến công, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng. Truyền thống vẻ vang đó là tài sản tinh thần vô giá, là sức mạnh nội sinh để lực lượng vũ trang quân khu lớn mạnh trưởng thành, tiếp tục lập nhiều thành tích chiến công trong thời kỳ mới. 75 năm qua, khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn, lực lượng vũ trang quân khu luôn phát huy cao độ tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, anh hùng dũng cảm trong chiến đấu, cần cù sáng tạo hiệu quả trong lao động sản xuất, làm ra nhiều của cải vật chất, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng. Càng trong gian khó và hy sinh, tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực tự cường và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ càng tỏa sáng. Đó là truyền thống, niềm tự hào và nét đẹp văn hóa của quân và dân quân khu 7. Lực lượng vũ trang quân khu luôn đề cao tinh thần đoàn kết thống nhất, thương yêu đồng chí, kính trọng và gắn bó máu thịt với nhân dân, thủy chung với bạn bè quốc tế, luôn hết lòng, hết sức chăm lo cho bộ đội, chăm lo cho dân, biết tin dân, trọng dân, dựa vào dân, làm nòng cốt để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, khơi dậy và quy tụ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao của nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn để chiến thắng mọi kẻ thù. Trong thời kỳ đổi mới, quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, với Đảng, nhà nước những vấn đề chiến lược về quốc phòng an ninh. Nhiều dự án chủ trương mô hình đổi mới sáng tạo, sát đúng được triển khai thực hiện hiệu quả, có tính chiến lược và ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, được sự đồng thuận ủng hộ đánh giá cao của cấp ủy chính quyền và nhân dân, như xây dựng đường tuần tra biên giới, xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền, xây dựng khu dân cư liền kề chốt dân quân và đồn trạm biên phòng biên giới, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong khu dân cư, khu công nghiệp, địa phương, đơn vị tuyến sau, hỗ trợ địa phương, đơn vị tuyến trước, gắn kết thân thiện giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo,
tăng cường đoàn kết giúp đỡ quân đội nhân dân Campuchia. Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, lực lượng vũ trang quân khu đã nhận rõ tình hình, nắm vững nhiệm vụ chính trị, xác định rõ vị trí chiến lược của quân khu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Nổi bật là luôn nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, với Đảng, với Nhà nước và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng an ninh, nhất là các địa bàn trọng điểm, xung yếu, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu không ngừng được nâng lên, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang quân khu tinh gọn mạnh, triển khai thực hiện 3 sẵn sàng trong sẵn sàng chiến đấu, nghiêm túc thực hiện có hiệu quả 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn, triển khai 3 thực chất trong huấn luyện, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện công tác của lực lượng vũ trang quân khu. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quân khu 7 vinh dự đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Đây là sự quan tâm sâu sắc, sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với lực lượng vũ trang quân khu 7. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu hôm nay nguyện phát huy xứng đáng truyền thống vẻ vang mà các thế hệ cha anh đi trước đã dày công dung đắp xây dựng. Quá trình lớn mạnh của quân khu 7 ngày hôm nay là cái sự đùm bọc thương yêu của nhân dân trên địa bàn quân khu và nhân dân cả nước, sự tin tưởng đồng thuận cao của cấp ủy chính quyền ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa bàn trong địa bàn quân khu 7. Chúng tôi đã xác định nhiệm vụ trong thời gian tới, trước cái tình hình mới luôn luôn là sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu cao và trước mắt là bảo vệ Đại hội Đảng 13 của Đảng, và chúng ta thực hiện nhiệm vụ kép, đó là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đồng thời là chúng ta phòng chống Covid hiệu quả nhất. Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang quân khu 7 luôn nâng cao cảnh giác cách mạng, mài sắc ý chí chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tập trung giữ vững môi trường hòa bình ổn định để góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Hướng đến chào mừng 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2020 và 31 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đoàn công tác do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến dâng hương dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Thuận, thăm tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Thượng tướng Lê Huy Vịnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước, quân đội luôn ghi nhớ biết ơn và có nhiều hỗ trợ đối với những người có công với cách mạng để các gia đình ổn định cuộc sống, xây dựng kinh tế, đảm bảo cuộc sống. Đồng chí Thứ trưởng mong rằng các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Đoàn công tác đã tặng 60 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu Mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác do Thượng tướng Đỗ Căng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương và tặng quà cho các gia đình hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại nhà tù Côn Đảo, hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đoàn đã tặng 4 suất quà cho các đơn vị quân đội làm nhiệm vụ trên đảo và tặng 15 suất cho gia đình chính sách, người có công tại huyện Côn Đảo. Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng trao tặng quà cho 4 đơn vị làm nhiệm vụ trên đảo và 15 suất cho các thương binh gia đình chính sách tại huyện Côn Đảo. Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống nhà trường, ngày 12 tháng 12 năm 1945, 12 tháng 12 năm 2020. Dự lễ có Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu, Thủ trưởng các cơ quan quân khu và lãnh đạo Trường Quân sự Quân khu qua các thời kỳ.
ra đời trong bối cảnh vô cùng ác liệt của chiến trường Nam Bộ, trải qua 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ trường quân sự quân khu 7 luôn kiên định khẩu hiệu hành động: nhà trường là chiến trường, kết quả học tập là chiến công. Vượt qua mọi khó khăn thử thách, đóng góp xứng đáng vào thành tích hào hùng của lực lượng vũ trang quân khu 7, cùng quân và dân cả nước hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia, xây đắp nên truyền thống chạy trang, chủ động sáng tạo, bám sát thực tiễn, dạy tốt học tốt, liên tục trưởng thành. Hiện nay, trường quân sự quân khu 7 không chỉ đào tạo cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu, mà cả các đơn vị của Bộ Quốc phòng ở phía Nam và cơ quan dân chính đảng. Nhà trường đào tạo 19 đối tượng học viên với 57 chuyên ngành và loại hình đào tạo, lưu lượng mỗi năm trên 22.000 học viên. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy quân khu, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho trường quân sự quân khu. Dịp này, trường quân sự quân khu khánh thành câu lạc bộ quân dân, công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống nhà trường. Nghiệm thu sáng kiến cải tiến kỹ thuật là một trong những hoạt động được quân khu 7 tổ chức hàng năm nhằm đánh giá, ghi nhận, động viên các tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện phong trào. Năm nay, quân khu 7 đã nghiệm thu và lựa chọn được 78 sáng kiến có tính ứng dụng cao trong các mặt công tác của lực lượng vũ trang quân khu để thẩm định dự thi cấp toàn quân. Đến với hội nghị nghiệm thu sáng kiến cấp quân khu năm 2020, Bệnh viện Quân dân y miền Đông giới thiệu sản phẩm robot khử khuẩn phòng cách ly bệnh nhân COVID-19. Đây là sáng tạo của các kỹ sư công nghệ thuộc Trung tâm Công nghệ Thông tin Bệnh viện Quân dân y miền Đông. Nhiệm vụ của robot là phun xịt dung dịch sát trùng xung quanh và sàn nhà trong phòng cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19. Sản phẩm có ý nghĩa thực tiễn rất lớn trong công tác phòng chống nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế. Sáng kiến đã đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Bệnh viện Nhi thành phố, Bệnh viện Nhiệt đới. Trong cái lĩnh vực y tế thì cái công tác kiểm soát nhiễm khuẩn là cái công tác rất là cực. Lý do là rất là dễ lây nhiễm, không phải chỉ COVID không mà nhiều cái vi khuẩn khác, ví dụ lao hay là các cái vi khuẩn mầm bệnh độc hại khác, thậm chí là có các cái yếu tố về hóa chất độc hại nữa. Cho nên là với robot này thì sẽ giúp cho cái người mà làm cái công tác kiểm soát nhiễm khuẩn để mà khử khuẩn, phun sát trùng rồi thì rất là thuận lợi. Năm nay, hầu hết sáng kiến đều là sản phẩm nghiên cứu của các cán bộ trẻ ở nhiều lĩnh vực, hiện đang được thử nghiệm, áp dụng rất thành công tại đơn vị. Điều ấn tượng nhất là có nhiều sáng kiến tiếp cận và ứng dụng công nghệ 4.0 rất hiệu quả, khẳng định sức sáng tạo không ngừng của tuổi trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu. Đối với bản thân tôi thì qua những lần tham gia bắn đạn thật, cũng như là những lần kiểm nghiệm thì đối với cái việc mất an toàn khi báo khuya cũng như là tiết kiệm được thời gian thì tôi có nghiên cứu về điện tử cũng như tôi đã học qua điện tử thì nay làm cái bộ thiết bị này để hạn chế thấp nhất cái mức độ an toàn đối với người báo khuya và cũng như là thuận việc cho việc bố trí cũng như là tiết kiệm được thời gian và nhân lực khi tham gia bắn đạn thật. Các sáng kiến tham gia nghiệm thu là những sản phẩm không có sự tranh chấp về bản quyền, sản phẩm hoàn toàn mới và không trùng lập với sản phẩm đã có và đầy đủ hồ sơ theo quy định. 100% sản phẩm được hoàn chỉnh và sẵn sàng ở trạng thái hoạt động tốt. Ngoài những sáng kiến phục vụ công tác huấn luyện kỹ thuật hậu cần của các đơn vị, năm nay còn có các sáng kiến trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị tham dự nghiệm thu. Đây là kết quả trong lãnh đạo chỉ đạo của thủ trưởng các cấp và sự đầu tư nghiêm túc về mọi mặt của các tập thể và cá nhân. Thực tế thì theo tôi nghĩ thì cán bộ chính trị hay là quân sự thì nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề đam mê. Cái vấn đề đam mê này xuất phát từ cái tình yêu đối với quân đội. Bản thân thì qua quá trình làm việc và công tác thì cái vấn đề cống hiến được đặt lên hàng đầu. Bản thân tôi thiết nghĩ là làm như thế nào để những cái nghiên cứu, những cái sáng kiến của mình nó được áp dụng để làm nâng cao cái chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị lên. Đó là cái điều mà tôi luôn trăn trở và tôi luôn mong muốn là nó đạt được.
Thông qua công tác nghiệm thu đánh giá các sáng kiến được nhân rộng, phát triển, ứng dụng rộng rãi tại các đơn vị, phục vụ huấn luyện giáo dục sản xuất và sẵn sàng chiến đấu. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, Ban giám khảo đánh giá 16 sáng kiến xếp loại A, 31 sáng kiến xếp loại B, 30 sáng kiến xếp loại C. Cái hội thi sáng kiến năm nay thì có nhiều tác giả là thủ trưởng của các đơn vị, qua đó đã thúc đẩy cái phong trào hoạt động sáng kiến của các đơn vị hết sức là sôi nổi và như thế. Các sáng kiến của quân khu đợt này được thẩm định và được đánh giá khách quan, chính xác và đạt được hiệu quả rất cao trong công tác huấn luyện ứng dụng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Và tới đây thì quân khu sẽ nhân rộng các cái điển hình tiêu biểu để nhân rộng ra, cấp phát xuống các đơn vị để ứng dụng vào trong hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị ngày càng tốt hơn. Những sáng kiến được nghiệm thu đợt này sẽ được triển khai ứng dụng ngay vào thực tế, đồng thời nhân rộng điển hình để áp dụng rộng rãi cho các đơn vị thuộc quân khu, đồng thời thẩm định các sản phẩm tiêu biểu dự thi toàn quân trong thời gian tới. Những tin tức sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Chuẩn bị khánh thành khu di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Hốt. Khỏe để bảo vệ Tổ quốc, phương châm và hành động của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai trong việc đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể lực. Cuối chương trình là phóng sự, tỉnh Bình Dương phát huy tinh thần tự lực tự cường, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An có buổi họp thống nhất kế hoạch tổ chức lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ, khu di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt. Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu chủ trì buổi họp. Lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ khu di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt tại ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 21 tháng 12 năm 2020. Đến nay, các cơ quan quân khu và cơ quan chức năng của tỉnh Long An đã phối hợp tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung chính cho lễ khánh thành đạt mục đích yêu cầu của buổi lễ. Các bộ phận giúp việc đảm nhiệm các nội dung chính trong lễ khánh thành vẫn tiếp tục thực hiện để công việc hoàn thành đúng thời gian quy định. Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu đề nghị lãnh đạo tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan ban ngành phối hợp với các cơ quan của quân khu phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, tích cực chuẩn bị mọi mặt để buổi lễ được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, tuyệt đối an toàn, tạo được ấn tượng sâu sắc trong cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân. Chương trình lễ khánh thành sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Long An. Bệnh viện Quân y 7A tổ chức hội nghị công tác tuyến năm 2020 nhằm đánh giá công tác thu dung điều trị của bệnh viện. Hội nghị tập trung thảo luận về khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyến quân y như công tác phòng chống dịch COVID-19, giới thiệu kỹ thuật nội soi tiêu hóa, vai trò của huyết áp lưu động và Holter điện tim 24 giờ trong chuẩn đoán và điều trị, triển khai hồ sơ sức khỏe của cán bộ điện tử, báo cáo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong lực lượng vũ trang quân khu 7 năm 2020. Lữ đoàn 77 phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tặng nhà tình nghĩa quân dân cho gia đình ông Trần Minh Thắng tại xã Phước Thành, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Minh Thắng là con thương binh, hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn về nhà ở. Lữ đoàn 77 đã hỗ trợ số tiền 80 triệu đồng giúp gia đình xây dựng căn nhà. Được biết, trong năm 2020, Lữ đoàn 77 đã hỗ trợ xây tặng 5 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa quân dân cho cán bộ quân dân chuyên nghiệp, gia đình chính sách, tôn giáo trên địa bàn trống quân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Bộ Tham mưu Quân khu 7 tổ chức hội thi hát karaoke chào mừng 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2020. Hội thi có sự tham gia của 5 cụm thi đua thuộc Bộ Tham mưu Quân khu, các đội đã thể hiện sự tự tin những ca khúc mang nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và tình yêu quê hương đất nước với các thể loại phong phú đơn ca, song ca, tốt ca. Hội thi đã tạo không khí vui tươi sôi nổi và tăng cường mối đoàn kết giao lưu giữa cán bộ chiến sĩ trong cơ quan đơn vị, đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ ở cơ sở.
Tổng công ty Thái Sơn phối hợp với quân khu 7 tổ chức giải quần chợt mở rộng năm 2020, chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng. Giải đấu có sự tham gia của các đơn vị thuộc quân khu 7, Tổng công ty Thái Sơn, Quân đoàn 4, Bệnh viện Quân y 175, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Báo Quân đội, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phía Nam, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Nhà xuất bản Quân đội, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 24 cặp đấu được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn, chọn ra cặp đấu nhất mỗi bảng, thi đấu tranh 2 giải nhất, 2 giải nhì. Giải đấu nhằm khuyến khích phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thể lực và tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị, tạo không khí thi đua sôi nổi, cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao lưu nghệ thuật Mẹ trong trái tim người lính. Chương trình được dàn dựng công phu, làm sống dậy những năm tháng hào hùng của đất nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, với các tiết mục ca ngợi về Đảng, Bác Hồ kính yêu, sự cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ đã lan tỏa những tấm gương hy sinh vì đất nước. Mỗi tiết mục để lại cho người xem không chỉ ấn tượng bởi tính nghệ thuật cao mà còn khơi dậy lòng yêu nước, sự biết ơn, nhất là thế hệ trẻ thấy được trách nhiệm của mình luôn giữ gìn và phát huy thành quả cách mạng. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 76 phần quà đến mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng và đóng góp xây tặng 50 căn nhà tình nghĩa tặng cho các gia đình liệt sĩ. Ban liên lạc cơ quan cán bộ miễn và quân khu 7 tổ chức họp mặt truyền thống lần thứ 19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi họp mặt là dịp để các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường kháng chiến vẻ vang cũng như công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, đồng thời báo cáo kết quả hoạt động của ban liên lạc. Trong năm 2020, ban liên lạc thường xuyên động viên các thành viên hiến tặng kỷ vật chiến tranh cho bảo tàng và khu di tích căn cứ Tạ Thiết Lộc Ninh, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ cho các cơ quan chức năng, hướng dẫn giải quyết chế độ chính sách cho các hội viên, thăm tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Nhân dịp này, ban liên lạc bừng thọ tặng quà cho các hội viên cao tuổi. Khỏe để bảo vệ Tổ quốc. Đó là phương châm và hành động của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai trong việc đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể lực. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, ví dụ như thành lập nhiều câu lạc bộ võ thuật đã thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ chiến sĩ. Từ nhiều năm nay, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai có một lớp học võ đặc biệt dành riêng cho cán bộ chiến sĩ của các phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Điểm đặc biệt nữa là người trực tiếp dạy võ là lãnh đạo của đơn vị, Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai. Đều đặn cứ sau giờ làm việc ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần, cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ có mặt trên sân để tập luyện võ. Mỗi buổi học kéo dài hơn một tiếng với không khí tập luyện rất nghiêm túc. Bộ Chỉ huy đã quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, về phòng tập của câu lạc bộ và tất cả các trang thiết bị để đáp ứng với cái yêu cầu nhiệm vụ của cái câu lạc bộ. Và vào buổi chiều sau giờ nghỉ làm việc thì tiến hành tổ chức huấn luyện cho sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chiến sĩ và dân quân tự vệ là từ 40 tuổi trở xuống, nam nữ là đều phải tham gia. Mô hình câu lạc bộ võ thuật trong lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai đã được hình thành từ năm 2008, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho cán bộ chiến sĩ và cũng là nơi rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Để tham gia cái câu lạc bộ võ thuật Movinam của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai thì trước hết là bản thân tôi là có điều kiện rèn luyện thể lực, sức khỏe được nâng cao, rèn luyện cái tính nhanh nhạy, ý chí quyết tâm hoàn thành mọi cái nhiệm vụ được giao. Tôi cũng có tham gia cái giải vô địch Movinam do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai tổ chức. Thì tôi có giành được huy chương vàng nặng cân 64 kg. Đây cũng là một cái động lực để giúp tôi cố gắng phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới, giúp cho quá trình huấn luyện công tác tại đơn vị tinh thần quyết tâm hơn.
Kết quả đạt được trong huấn luyện võ thuật của lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là trong phối hợp diễn tập, xử lý tốt các tình huống, bảo vệ các mục tiêu quan trọng, khẳng định sự lớn mạnh trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh, đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong bất cứ tình huống nào. Với tinh thần tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương đã có nhiều mô hình cách làm hiệu quả trong đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm hậu cần trong khu vực phòng thủ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh. Từ nhiều năm nay, chúng tôi được biết ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy đạt nhiều kết quả nổi bật. Với tinh thần sáng tạo, nỗ lực vượt khó, cán bộ chiến sĩ dân quân ở các ban chỉ huy quân sự xã đã tổ chức tăng gia sản xuất hiệu quả, tích cực cải tạo đất ao hồ, đa dạng vật nuôi cây trồng, phát triển mô hình vườn ao chuồng từ quỹ đất nhỏ hẹp do địa phương cấp. Bất kỳ thời điểm nào trong năm, các khu tăng gia tập trung đều cung ứng dồi dào nguồn thực phẩm và rau xanh tại chỗ cho cán bộ chiến sĩ dân quân, cũng như bảo đảm 100% gạo ăn cho lực lượng vũ trang. Hiện nay đối với lại các cái xã phường á, là đều có cái mô hình là thực hiện là cái vườn ao chuồng, và có An Tây, Phú An và An Điền là trồng cây lúa nước. Thì từ cái mô hình này mà cái thực hiện cái công tác tăng gia sản xuất là đạt hiệu quả rất là tốt. Và qua đó thì là đưa vào cái ăn thêm cho là bộ đội thì đạt cái chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Hiệu quả từ tăng gia sản xuất không chỉ nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, mà còn tạo nguồn thu để xây dựng cảnh quan trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương chính quy sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ dân quân an tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sự chủ động sáng tạo, tự lực tự cường còn là câu chuyện vượt nắng thắng mưa, cải tạo đất đai thổ nhưỡng, mang lại lợi nhuận cao trong công tác hậu cần của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương. Chúng tôi đến thăm khu tăng gia sản xuất tập trung của lực lượng vũ trang tỉnh, rộng hàng trăm hecta, nằm trong căn cứ hậu cần kỹ thuật khu vực phòng thủ tỉnh Bình Dương, hiện đang trồng cao su và bưởi da xanh, mang lại nguồn thu đáng kể cho lực lượng vũ trang tỉnh. Đơn vị mới làm một cái đề xuất với lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là xây dựng cái đề án là trồng, lấy cái phương châm là lấy ngắn nuôi dài. Mình đầu tiên là mình trồng cây mì, cây mía, thì sau đó mình phát triển dần dần cao su và cây ăn trái như hiện nay. Thì coi như đến giờ phút này thì cái hiệu quả kinh tế đem lại thì nó hàng năm thì cũng đem về cái nguồn thu cho tỉnh, đó là cũng như năm nay thì giá cả là theo thị trường. Rồi coi như năm nay là khoảng từ 8 đến 10 tỷ trong một năm. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất trong căn cứ hậu cần kỹ thuật khu vực phòng thủ là một nét mới sáng tạo của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương, nhằm xây dựng tiềm lực hậu cần khu vực phòng thủ trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt nghị quyết 28 của Bộ Chính trị khóa 10 về xây dựng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Đảng ủy Bộ Chỉ huy tỉnh cũng luôn là làm tốt tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban thường xuyên chỉ đạo xây dựng, nâng cao các tiềm lực trong khu vực phòng thủ như tiềm lực về chính trị, rồi kinh tế xã hội, rồi quốc phòng an ninh, thường xuyên chăm lo xây dựng các cái tổ chức vững mạnh, tạo thế trận lòng dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng cái khu vực phòng thủ trong cái tình hình mới, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển các mục tiêu kinh tế xã hội. Hiệu quả từ sự đổi mới sáng tạo trong công tác bảo đảm hậu cần của lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương đã không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời xây dựng tiềm lực hậu cần, tiềm lực kinh tế khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc.
Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này đến đây là hết. Quý vị và các đồng chí có thể theo dõi chương trình tại địa chỉ website www.baoquan7.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.